thêm một sự điều chỉnh nữa của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Trần Đức Nam là người rời sân để nhường vị trí cho Lê Minh Bình. Sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển U22 Việt Nam. Rất nguy hiểm. Trái bóng đã trôi đi cùng với niềm hy vọng của các cổ động viên U22 Việt Nam. Thế nhưng cuối cùng thì bàn thắng lại không đến. Ngay sau khi có mặt trên sân ít phút thôi, vẫn có thể nghĩ về cuộc đua ngược dòng trước đội tuyển U22 Philippines ở trận đầu ra quân của mình. Được chọc khe rất hay. Dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm cuối cùng đó là của Lê Minh Bình. Trước đó là một đợt chọc khe có lẽ là của Phan Anh Hậu. Baker chính là người đã mang về tình huống đá phạt dẫn tới bàn thắng của cao thủ U22 Philippines. Đây là tình huống nguy hiểm trước đó của đội tuyển U22 Việt Nam. Đánh đầu. Tuyến 2. Cơ hội. Không vào. Nhưng cuối cùng thì đã có lỗi việt vị của cao thủ U22 Việt Nam. Đó là tình huống việt vị của Lê Minh Bình. Trọng tài đã thổi phạt việt vị. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội với cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm của Hữu Thắng. Có một điểm chung. Cơ hội vào. Đó là Minh Bình. Rất tuyệt vời. Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã liên tiếp ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và từ thế bị dẫn bàn, bây giờ thì đội tuyển U22 Việt Nam đã dẫn bàn lại trước đối thủ. Một cú dứt điểm không căng nhưng rất hiểm của Lê Minh Bình. Cả hai cầu thủ được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân từ băng ghế dự bị đều đã ghi bàn. Một tình huống mà Lê Minh Bình cũng cho thấy được khả năng chấp thời. Pin đã được tung vào sân, đó là Ibale, Andes và Magdato. Chúng ta vừa được xem lại tình huống dứt điểm rất khéo nhưng rất hiểm của Minh Bình, mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu này. Tình huống mà bóng đã tự tìm đến chân của Lê Minh Bình. Và phần việc còn lại của cầu thủ áo số 7 có thể nói là tương đối đơn giản. Trong những cơ hội như vừa rồi cũng như thời điểm mà họ còn đang dẫn trước, đường truyền tốt. Thành Hậu. Lối kéo người của Minh Bình. U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng tạo ra được những cơ hội chưa phải là rõ ràng. Minh Bình. Không trúng đích của Minh Bình. Rõ ràng là huấn luyện viên Sukitate đã theo dõi rất kỹ lối chơi của các cầu thủ U22 Việt Nam. Khi mà Minh Bình hay là Danh Trung có bóng thì ngay lập tức luôn có các cầu thủ U22 Timor-Leste theo kèm rất chặt. Và che bóng rất khéo của cầu thủ mang áo số 13 Da Silva Moreira ở những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Đây là Danh Trung, vẫn là Danh Trung. Cơ hội dứt điểm rất đáng tiếc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Liên tiếp là những tình huống tấn công. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa những nỗ lực sức dướn của Danh Trung và chuyền rất hay của Hữu Thắng. Minh Minh đưa chuyền, cơ hội Danh Trung. Đáng tiếc là pha dứt điểm của Danh Trung đã đưa bóng đi quá cao. Rõ ràng lối chơi của cao thủ U22.
Minh Bình đứng chuyền, cơ hội. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đã không có nhiều những cơ hội. Chúng ta đang được xem lại một lần nữa. Đường chuyền rất khó. Đó là Minh Bình. Rất tuyệt vời. Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã liên tiếp ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút.